bên dưới chúng ta là cái con đường mà đi vào hầm Bắc. Cũng rất nhẹ nhàng. Và bây giờ chúng ta lại tiếp tục lên đèo Phước Tượng. Ở phía nam của đèo ấy, thì nếu như ở chân đèo chúng ta rẽ phải thì sẽ ra cảng Chân Mây. Còn chúng ta đi thẳng thì sẽ lên đèo. Còn bên trái, rẽ trái thì chúng ta sẽ qua hầm. Chúng ta cùng xem cái con đèo Phước Tượng này là có cao không và cảnh đẹp có mỹ mãn không. Rồi vẫn tiếp tục đi số 4. Tốc độ bây giờ là chỉ được 35 km/h thôi. Cũng không cần nhiều đà. Dốc của con đèo này không phải là lớn lắm. Những con đường thì uốn lượn quanh co một xíu thôi. Độ khó nó không cao. Nó cũng là một cái bài test, một cái bài trải nghiệm rất nhẹ nhàng về những con đèo ở Việt Nam. Đấy, bên dưới chúng ta là cái con đường mà đi vào hầm mà. Các bạn nhìn thấy không? Bây giờ chúng ta có một con dốc này lên đến đỉnh đèo. Và chúng ta đã tới đỉnh đèo. Bên này thì không còn hàng quán luôn. Có lẽ là vì cái lượng người đi quá ít, xe cộ qua quá ít nên việc kinh doanh ở trên đèo thì nó không đạt được hiệu quả, nên là chủ quán đã tiến hành tháo dỡ cái căn nhà để bán hàng đó. Xuống dốc phía bắc cũng rất nhẹ nhàng. Về số 3 thì xe nó lại đi chậm quá, lại đẩy lên số 4, thậm chí còn phải thêm ga cơ. Trong này thì thời tiết đang rất là đẹp. Trời có nắng. Nhưng có vẻ như hôm nay trời nắng nó không được gay gắt lắm. Chúng ta đi đường thì có gió mát. Nếu mà dừng lại thì cũng hơi nóng một chút thôi, nhưng mà nó không đổ mồ hôi nhiều. Ta đang xuống dưới chân đèo. Ở bên đường có những người đang đi hái cắt những cái cây gì đó. Có vẻ như họ sẽ về làm thuốc. Bây giờ chúng ta đã đến chân đèo rồi. Nhìn bên cạnh, bên phải, tay phải đấy là cái quốc lộ 1. Đường đèo thì nó sẽ vòng vèo một chút. Và ở đây thì chúng ta đã thấy đường sắt rồi. Đường sắt Bắc Nam thì đang chạy sát với cả cái con đèo này, chân đèo này.
đã hết chân đèo rồi và sẽ phải đi tiếp một đoạn đường dẫn nữa thì sau đấy thì mới nhập vào đường quốc lộ 1. Nhưng đúng ra đây mới là quốc lộ 1 cũ này, vì ngày xưa là tất cả đều phải đi lên cái đèo đấy, cho nên là đây là quốc lộ 1 này. Vượt này và đi vào Việt Nam, chúng ta rẽ phải thì